Hôm nay cái cũ nhà buồn quá, đi dạo vòng xuống Đồ Dương gửi xe. Bây giờ là đi đi tìm bánh tráng mắm ruốc gì đó. Công viên nè, công viên ở Đồ Dương đẹp không? Mắm đây, mấy cô bán trà tắc nước ngọt công viên ở Đồ Dương, bãi tắm Đồ Dương mát mẻ chưa. Và những cái thùng rác này để bỏ rác vào nè, bà con mà có ăn uống đi tham quan du lịch á, đừng có bỏ rác lung tung, bỏ rác ở đây nha. Trời ơi, hàng dương đẹp không? Hàng dương này là cả hàng trăm tuổi rồi đó. Mát mẻ. Ra đây mát. Có mát. Rồi, hai ba cái rác luôn. Quá đẹp. Rồi con dạo con vòng xíu nữa quay lại mua bánh tráng ruốc ăn. Dạ bánh tráng ruốc. Dạ này chủ nhật mà vắng bác ha. Dạ, thùng rác quá trời. Kia là biển nha, rất đẹp mát. Gửi đồ này, bánh tráng mắm ruốc mọi người có ăn thì ra đây. Dạ, đang no cô. Xoài đó, các bạn ở phương xa đi du lịch về thì ra đây nha, bãi tắm Đồ Dương nha, gửi xe xong rồi ra đây. Ở đây là hàng quán rong nè, mấy bác bán nè, nhiều lắm, rất thích hợp cho dã ngoại nha. Biển này đó, kia là cái bờ kè để đi bộ, bờ kè đường lót rất là đẹp nè, rất là khang trang. Hồi xưa ở bên chỗ phía trong này là cái sân golf nè, sân golf Ocean Dune, sau này là thành cái khu đô thị Rạng Đông. Ra muốn biển này, đẹp chưa. Biển cách mấy bước chân thôi, phải tắm quá đẹp.
biển thành phố Phan Thiết, biển Đô Dương. Ở Bình Thuận là được một cái là mẹ thiên nhiên ưu ái, là có cái bờ biển trải dài hàng trăm cây số, tính từ đầu Hàm Tân là ở đầu Đồng Nai, đi vô thì đến Hàm Tân xong là trải dài biển dọc ra đây, là ra tuốt ngồi Cà Ná thì giáp với tỉnh Ninh Thuận. Hồi xưa là Ninh Thuận với Bình Thuận là một tỉnh, đó là tỉnh Thuận Hải. Nó rộng lớn quá thì sau này là tách ra, tách tỉnh. Thì tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Thì Vũ đang ở cái vùng biển của tỉnh Bình Thuận. Còn nhỏ là hay ra đây đá bóng lắm, đá trên chiều là coi như là cứ chạy ra đây là đá bóng với tất cả mọi người quen lại thì cũng chia phe ra đá, là ai mà thua, ai mà bị vào nhiều nhất thì trả tiền trả đá, rồi sòi sống hái ra đây xuống biển tắm, người trái cắn ném chơi ăn rất là vui. Hồi xưa hotel khách sạn mini rồi ít, mọc ít lắm, nên các bạn trẻ, các đôi tình nhân nhân tình là cứ ra cái chiếm mấy góc dương này nè ngồi tâm sự. Nhưng bây giờ là thời này thì nó khác rồi, khách sạn, nhà nghỉ, homestay, bungalow, resort mọc lên như nấm, coi như là các đôi không ra đây nữa mà coi như là vào ở trong trong khách sạn này, vào đó kín đáo. Đây có cái cột tuột này, con tuột xuống đây, con tuột xuống chú coi coi. Tụt xuống nè, hai đứa luôn. Vô, 1, 2, 3. Dễ thương nha. Bữa nay chủ nhật được nghỉ phải không? Tụt xuống. Chủ nhật được nghỉ là được mẹ lại bà dắt đi chơi nè. Hay quá. Rồi, chúc các con học giỏi nha. Ăn mau lớn nha. Nghe lời ông bà cha mẹ nha. Bye bye. Bye nha. Bye bye. Về con nói mẹ truy cập vào kênh Uy Vũ Official là sẽ xem được hình các con. Rồi. Trời ơi, bánh tráng. Bánh tráng này thì ở ngoài miền Bắc họ gọi là bánh đa. Mà ngoài kia người ta nướng bằng máy, mình ở đây là mình nướng bằng tay nè. Và các bạn biết sao không? Nướng máy thì nó sẽ cái bánh tráng nó phẳng lì. Còn này mình nướng tay là nó lửa mà, lửa dày, lửa ấy thì nó sẽ gồ ghề, nhưng mà nó đặc biệt cái là mình ăn có cảm giác ngon hơn. Dù gì thì mình nướng tay truyền thống nó vẫn hay hơn là nướng bằng máy. Bữa nay nướng bằng tay là hôm nào nướng như vậy á, chứ mà ban ngày nướng không ngay xíu như vậy đó, ban ngày nướng còn ngay nữa. Dạ. Tại vì mấy hôm chị bán giờ siêu quá, chị lọc thì nướng đó. Bán tới mấy giờ làm gì? 6 giờ. Tới 6 giờ. 6 giờ tối về. Tối về. Bánh thon xong mới nướng bánh. Dạ.
Ồ, bánh tráng trộn mà nha, đũa rồi đầy đủ hết ha, trứng nè. Đó, các bạn bè của Uy Vũ là ở xa về là ghé ra đây nha, Đồ Dương nha. Đó, bác tên gì? Nói để bạn bè con mà có về đây là ghé ghé là ủng hộ. Cô lon bánh tráng mắm ruốc. Rồi, cô lon bánh tráng mắm ruốc ở Đồ Dương nha. Các bạn về là hỏi cái chú gửi xe. Không, mà đừng hỏi cô lon chứ hỏi tên gái gì. À, nó cô gái. Gái Dũng. Gái Dũng bán bánh tráng mắm ruốc ở Đồ Dương là sẽ ra gặp cô. Đó nè, bánh Mắm trời ruốc ăn cho là được. ơi. Cô cho con hỏi, bây giờ con thì biết rồi nhưng mà con hỏi cô đây là món gì? Cái đó là bánh hòn. À, bánh hòn. Trời ơi, làm bằng cái gì cô? Làm bằng bột lọc. À, bột lọc nè, dừa nha. Ăn đậu Đó. phộng được. Ăn lại đậu phộng đường cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Tuyệt vời không? Đó, còn đây là bánh tay vạt. À, bánh tay vạt bỏ hộp nè, cho tiện các bạn mang đi nè. À, thấy chưa? Quá tuyệt vời. Bạn bè con sẽ xem được cái clip này và sẽ biết được cái địa điểm của cô bán nè. Ngồi đây là có nước nha, có đá đầy đủ, ly cổ đàng hoàng hết Đâu là mọi cái. Ê, con ngồi con em cho con một bịch này đây, con thưởng thức cái coi. Đó, coi thử cô bỏ cái gì vào đó, rất là ngon nha, món ăn tuổi thơ không bao giờ quên. Đó. Quá đã, lắc đều rồi, con cảm ơn. Đó, là được một bịch này là được 4 xiên. Đó, 10 ngàn nha bạn. Trời ơi, rất là rẻ luôn. Đó. 10 ngàn được 4 xiên, mình sẽ thưởng thức cái coi. Bán được tao con lụm còn cái thau nè. Thưởng thức nha, mời các bạn nha. Thấy cái thau bột lọc nó ngon hơn mà còn cái thau đó. Bé không được đâu. Có khách đâu. Đây, đây nè, bánh bột lọc nè. Nó mua bột khô. Quá ngon. Cô cho con hỏi là bột lọc này mình làm bằng từ cái gì cô? Thì bột lọc người ta làm cái gì mà anh biết, mình mua về mình làm. À, Nó bán bột lọc về mình làm. cái bột về mình bắt đầu Cái này bột làm này. mình dạ Về là nước sôi trụng. dạ Sôi thì là sôi rồi mình mới dạ trụng. hay quá. Chờ nóng cái chuyện nấu rồi, hai tay phòng nữa. Còn mấy cái mực nữa. Có cô bán mực khô nữa nè. Mua giùm bà có 60 ngàn là hết rồi, một giỏ bán hết rồi. Đó. Bán xe Các chở bạn ở luôn. xa về nha, ghé đây ủng hộ các bác các cô. Này 60 nè, ngon Đó, không? trời ơi. Ăn ấy mà. Ở đâu còn 60 à? Ở Dạ. 8 gói à? Dạ. Một gói thì bao nhiêu cô? 60 nha, là hết giỏ nè. Dạ. Bữa nay bán cái đó được. Nếu không có lên đây á gái. Bác hôm nay nhiêu tuổi rồi? Bảy à, 82 rồi. Bác 82. Mua giùm cho ngoại con. Đang ấy mà. Mà cô đã vô mấy bạn. Là nghe mình tiếng trộn này, bột lọc của này, bị thon lên đi ăn. Ngon quá. Ăn cái này nhớ lại hồi hồi bé. Rồi con ôm ô hoài nè, hai bị. Cho con hai bị. Rồi. Cho Ngon con hai lắm. bị. Cái nào cũng như thế nào hả? Nào nó cũng vậy, nó nằm đang có cái gì đó đi. Mực ngon hả? Nó mất. À, còn hả? Ngon quá trời. Mực khô nè các bạn nè. Mua ủng hộ bằng quà. Con ấy, con lại không có thích nhà hàng hay là mấy cái, con lại thích bình dân như vậy. Con. Ra ủng hộ các bác. Quả. Rồi, thôi. Con xin phép lên đường nha. Rồi, cảm ơn con nhé. Dạ, con chào. Hẹn gặp lại. Cảm ơn con. Con chào cô nha. Cô bé. Cô gái, cô gái.
Rồi sao hồi đi dạo thì bây giờ là mình lấy xe đi về. Mua được 2 bịch mực ủng hộ cho bà ngoại. Bỏ rác nè. Đường kia là đại lộ Nguyễn Tất Thành nha. Vào lấy xe về. Rồi, tạm biệt các bạn ở đây. Mình hẹn ở một cái clip sau. Chúc tất cả sức khỏe. Là YouTuber á. Dạ. Dạ, chương trình ẩm thực đời sống. Dạ. Rồi em lấy xe nha. Rồi, cảm ơn.